Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn luôn đi. Rồi thì bây giờ thưa cô, còn lại 670 ngàn. Dạ. Ha. Dạ. Con Châu Phú 30 ngàn. Dạ. Có nhiều không? Dạ. Cảm ơn. Rồi, gửi cô 700 ngàn. Dạ. Ha. Cảm ơn. Rồi chúc cho cô có một sức khỏe tốt và cố gắng niệm Phật. Ăn niệm Phật. Đêm nào niệm Phật hết á. Ăn chay được mấy ngày rồi? Bây giờ ăn chay được mấy ngày rồi? Ăn được 2 ngày. Trời ơi, một tháng bữa hổm kêu tăng lên không có tăng hả? Tăng lên không có ăn, ăn vậy đó thôi chứ không có ăn nhiều được. Hả? Ăn ăn vậy thôi chứ ăn 2 ngày thôi. Bà, cô phải học lên lớp từ từ. Từ từ thôi, từ từ ăn nhiều chứ tôi ăn vậy bây thôi từ. Dạ. Bây giờ là nó đã cũng như là đời bây giờ nó đã vô thường rồi. Dạ. Thành ra cô phải ăn tương nhiều hơn. Dạ. Vì khi mà cô tính đi cái con cá cô xuống dưới sông cô mò cô bắt nó đó. Dạ. Đâu có được, nó chạy, nó sợ cô bắt, cô giết nó. Cô cũng nói. Dạ, dạ. Ừ, thành ra là nó sợ mình giết nó, mình đi về đành lòng nào mình bắt, mình đập đầu nó tội nghiệp cô. Dạ. Rồi, vậy ha, rồi cố gắng ăn tương lên. Dạ, cảm ơn. Rồi, niệm Phật nha. Dạ, niệm Phật. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Thành Quân. Chúc quý vị. Chúc cho quý vị trên mạnh khỏe, để tôi cũng mạnh khỏe luôn. Dạ, hả, chúc cho quý vị mà tôi cũng mạnh khỏe luôn. Trời ơi, khổ quá. Cảm ơn hết trơn luôn. Sớm của cũng thay thế gia đình của cô Năm. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Chúc Mạnh Thường Quân có được nhiều sức khỏe và vui vẻ và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị vậy nha. Dạ, cảm ơn. Bây giờ cô ơi, bây giờ con nói thiệt với cô, bây giờ là con bây giờ con quá Mạnh Thường Quân ơi. Vét tiền hết trơn rồi đưa cho cô, rồi cô cho con mượn lỡ 500 hay gì được không? Vậy hả? Rồi chừng nào trả? Chừng nào trả trả. Vậy hả? Rồi cho chị này mượn 200 nữa được không? À được được. Vậy đó hả? Ừ, đó vậy đó vậy. Bởi vì Châu Phú không dám đưa 2 triệu. Đưa nghe nói được rồi, được có 300 ngàn, ta than khổ cho mượn mất tiêu rồi không có tiền sửa nhà. Vậy. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi vậy. Rồi. Gán giữ tiền đừng cho ta mượn mua gạo đi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến căn nhà cho bà cụ còn có tên gọi là dì Năm ở tại cây cầu Cái Sao quý vị, chạy ra ngoài Giàm. Thì được biết là hiện giờ tại trung tâm thành phố Long Xuyên mà có một cái căn nhà mà ở nhà đất quý vị, nhà sao dột tan ban trơn, không có chỗ nấu cơm mà phải nấu bằng củi nữa quý vị. Thì Châu Phú là chịu không nổi nên đã trợ duyên một số tiền là làm ở sao lại. Châu Phú cũng nhờ cô chú từ thiện làm lại cho, cắt lại cho tương đối đẹp luôn rồi đó quý vị, và chán lại cái nhà đất của dì Năm để cho nó bằng phẳng, để cho dì đi tới đi lui không có bị chợt và cứng cho dễ ở ngoài bàn thiên nữa quý vị. Rồi kế tiếp sau đây thì Châu Phú đã có nhận số tiền tịnh tài của quý Mạnh Thường Quân là Zalo Võ Anh 500, thứ hai là Zalo chị S giấu tên 500, thứ ba là anh giấu tên ở Sài Gòn 1 triệu. Thì Châu Phú lại trích cái số tiền này ra để mua tặng cho dì Năm, vì Châu Phú là đưa cho dì Năm tiền, dì Năm cũng giữ không có an toàn quý vị, tại dì Năm rất là hiền, hiền hơn là mình bình thường quý vị. Có đợt rồi để dành đâu ai cho được 300 ngàn, tính để dành sửa nhà, nhưng mà người khác mà nghe nói là thiếu nợ mượn tiền lại năn nỉ thì cũng cho mượn hết trơn luôn quý vị. Nên Châu Phú trích ra mua một cái mền là 150 ngàn. Đây cái mền đây nè quý vị, cái mền rất là đẹp. Thứ hai là một cái mùng, cái mùng này là 100 ngàn, lợi mất tiền luôn. Cái gối này cũng vậy quý vị, là 80 ngàn quý vị, là tổng cái số tiền là 330 ngàn. Kế tiếp thì dì Năm là cũng có cái mong ước, nghe nói Châu Phú đi xuống thăm dì thì và trao cho dì những cái phần quà này, thì dì cũng có nói với cô chú kia vì cô chỉ ước sao mà được một cây tủ nhỏ mà để đồ ăn đặng cho chuột đựng bò vô quý vị. Nên Châu Phú đi đến đây để mua cây tủ thì cũng được cô chủ ở đây là bán với cái giá đặc biệt. Cây tủ này là trị giá 1 triệu 50 ngàn, nhưng mà nghe nói từ thiện thì bớt ngay 100 ngàn quý vị. Thì Châu Phú xin mời quý vị và các bạn trả cái số tiền này là 950 ngàn và tiền xe lôi 50 ngàn luôn quý vị. Xe lôi đang chờ ngoài đây nè quý vị. Ô, chào chú nha, con nhờ chú vô ấy cái tủ giùm con luôn nha. Dạ dạ dạ. Dạ thưa dì, thì cho con gửi cho dì 1 triệu và con chúc cho dì có nhiều sức khỏe vì giảm giá cho con giá đặc biệt nha. Rồi, có gì tới đây mình cũng lại cái giá đặc biệt cho xài nha.
Dạ dạ cảm ơn dì, chúc dì ăn lạc nha. Rồi dì bưng ra luôn nha chú, hai chú cháu mình bưng ha. Được, hai chú cháu mình bưng được, tủ này nhẹ mà. Để đứng rồi chú. Để ngang hả? Rồi dì dì chở cho chú 50 dùng con luôn nha. Rồi chở vừa tới dốc cầu cái sau quẹo cái ngoài dàm chút. Con chạy trước chú chạy sau? Vừa tới cầu hả? Vừa tới cầu, vừa tới cầu có cái đường ra dàm chỗ lò bánh mì á chú. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý vị, thì hiện giờ Châu Phú đang đi đến nhà của dì Năm này quý vị. Thì ở trước cửa quý vị là chán đồ này kia cũng bằng phẳng cho dì Năm ra đây cúng lại được rồi nè. Dạ. Này cúng lại đây nè quý vị. Dạ, bình thường là gì đâu có lại được ngay đây ha, bây giờ lại được ha gì. Dạ, dạ, dạ. Dạ con chào gì. Dạ. Dạ. Rồi cho con gửi đây ha. Dạ. Rồi thì bây giờ là gì ở sau á là con nhờ bên ban từ thiện á. Dạ. Là cắt cho mình rồi hổng rồi xong chứ gì. Dạ xong rồi. Xong rồi ha. Dạ. Bây giờ gì có thể dẫn con đi dài ra phía sau để mà dạ, tham quan ha. Dạ dạ. Con chào chị Bảy nha. Đi đi đi. Dạ dạ. Đây. Khỏe hả chị Bảy? Khỏe cháu ơi. Dạ dạ dạ. Mừng ha. Dạ mừng dạ, mừng mừng. Dạ, mừng cho lắm rồi cháu ơi. Dạ mời quý vị vào trong nha. Đây là chị Bảy. Người thấy dì Năm chị này thấy dì Năm khó khăn cũng giúp đỡ rất là nhiều và cũng có alo cho chị Thu á. Chị Thu thì hiện giờ có công chuyện không đi được quý vị. Nên giờ hai chị em mình đi vô để mà thăm dì Năm hết chị. Dạ đi vô đây. Dạ, 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 dạ. Mừng cho lắm cháu ơi. Bà dì Năm cũng mừng dữ lắm rồi. Dạ. Yeah. Dạ cũng mừng nấu nướng đồ nữa có sạch sẽ quá. Vậy đó ha. Dạ sạch sẽ rồi đó. Vậy là đó rồi em kê. Rồi ha. Dạ em rồi đó. Dạ nấu gì đó đó quý vị. Dạ. À thì dì nhận được cái làm được cái mái nhà sao nấu cơm cho ấm cúng gì thấy dạ, sao? Dạ thấy cũng vui thấy vui. Thấy cũng mừng lắm rồi đó, thấy mừng mà nói mà cũng còn nói không được nữa nè. Vậy nó cũng nước mắt nó chạy. Nó không được. Cũng mừng cho lắm cho chứ thằng Châu rồi đó. Ngoài ra nếu mà gì khi mà anh này đã đầy đủ hết trơn rồi gì có mơ ước được cái gì nữa không? Không, vậy là mà mừng cho lắm rồi, em cho nó em nó ấm cho nấu cơm sao, rồi luôn dạ. Sao con nghe đồn là gì thích cái cây tủ gì để chơi đồ cho chuột vậy đó. Thích cái tủ để đồ ăn để chuột nó không vào. Vậy đó hả? Dạ nó đó nhiều khi mình đẩy đồ cái nó khử nó hoài hả. Bữa hổm là gì nói với ai mà gì thích cái tủ đó? Nói với người nào? Nói với chị Bảy ha. Ờ nói với Nhung á. Dạ nói chị Bảy nói Nhung á. Nhung ơi cô ham cái tủ quá chèn đặng có để đựng đồ ăn. Nó đựng đồ ăn. Mèo nó cãi hết trơn. Nó cãi hết trơn rồi cháu ơi. Đồ ăn nó cãi với đào dằn dằn cỡ nào nó cũng ăn hết trơn. Đồ ăn chuột nó ăn rồi. Chuột ăn dữ lắm luôn á. Vậy cái về cũng chia sẻ với Thu. Nói với Châu một tiếng coi. À, Mạnh Thường Quân có giúp đỡ được cho cô Năm với Châu dạ. Rồi. Giờ cô có ăn cho sạch sẽ một chút. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn Châu quá nhiều. Điều mơ ước của dì bây giờ là con sẽ thực hiện cho dì luôn. Giờ con mời dì đi ăn trước nhận dạ. Ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Đây nè cái mụn này. Dạ lại nó mụn nữa rồi, cuốn ra nữa rồi dẹp rồi bỏ rồi. Có cái đèn không? Có cái đèn không có cái đèn rồi. Không có đèn luôn hả? Có cái đèn làm có khúc. Nè mụn cũ xì luôn nữa vậy. Ờ để nữa rồi đi ra mụn quá ngủ. Đó thấy không? Ờ. Cũ quá. Cũ rồi. Cũ dữ lắm rồi, nó mệt nó cũng để nữa giặt lại cho thằng cháu về cho nó ngủ. Ờ để cho đi cho tôi cho người ta lại. Đâu có con ôm ra cái con đâu có lấy đâu mà sợ. Không có. Dạ coi ha. Rồi quý vị sợ cô Phú ôm vô đi dục ôm lại nó để cho con cháu ngủ quý vị. Trời ơi đây nè đó đỡ, để đây đi để mình mùng cũ vậy nè quý vị ha. Dạ đó thấy khổ ghê không tưởng đâu cho Phú lấy không à. Thôi cho gửi cái này đi không đừng cứ gấp gửi chưa có nhận quà vậy ha. Bây giờ đứng đây nè chị qua đây đứng luôn chị ơi. Thì thưa cô bây giờ là trước tiên là con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân xin đọc lại cái danh sách để cô biết là những người đã ủng hộ cho cô ha. Thứ nhất là Zalo Võ Anh 500. Thứ hai là chị Xuân, chị đó giấu tên để chữ ít hả 500 nữa và một anh giấu tên ở Sài Gòn là 1 triệu. Tổng số tiền là 2 triệu. Thì con mua tặng cho cô nè. Đó cái điều ước của cô nè. Thấy đồ chưa chắc gì con đưa cô 2 triệu cô dám mua mấy này cô ngủ hả? Mua không?
mua hả? Dám mua không? Đó. Dám mua. Dạ. Dạ, bây giờ cái mền này là 150 nè ha cô. Dạ. Rồi con tặng cô cái mền nè. Dạ. Đó. Dạ. Rồi kế tiếp là cái mùng. Dạ. Đó, ha, cái mùng này 100.000 nữa nè. Dạ. Ha. Dạ. Đồ mắc tiền không nè. Dạ. Đó, cái gối đẹp hơn gối dạ, còn ngủ ở nhà nữa đó. Dạ. Đó. Dạ. Là 80.000. Dạ. Và con tặng thêm cái tủ chén cái mơ ước của cô nè, qua mở cửa tủ thử coi sao. Thấy thích không? Mở ra thử coi. Đó, đẹp rồi. Hả? Dạ đẹp rồi. Rồi đẹp rồi, ngồi xuống lấy cái chìa khóa, kìa. Ở trong còn cái chìa khóa kìa, thấy chưa? Rồi ha. Rồi. Đó, rồi có cái tủ này có để tiền để vàng gì vô trong không? Không, tôi đâu có vàng, chị đâu có vàng đâu. Vậy đó hả? Không có vàng hả? Không có vàng, vậy nào chị đâu có sao vàng. Rồi bây giờ con gửi tiền rồi có để trong tủ này không ha? Để đâu đang biết đường đang chỉ cho người ta, ta vô ta lấy. Trời ơi. Rồi. Vậy ha, rồi vậy là kế tiếp là tổng cộng á là 1.280.000 và tiền xe 50.000 nữa là con còn dư ở đây là 670.000. Dạ. 670.000 thấy nhiều không? Có quà, nhà ở mà có tiền nữa thấy chưa? Dạ, thấy đã không? Đã quá đã rồi. Mừng mà. Dạ. Mừng dữ lắm đó cháu ơi. Dạ. Rồi 670.000. Dạ. Thôi cho 700 luôn đi. Lỡ rồi. Ha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn luôn đi. Rồi thì bây giờ thưa cô, còn lại 670.000. Dạ. Ha. Dạ. Con Châu Phú 30.000. Dạ. Có nhiều không? Dạ. Cảm ơn. Rồi, gửi cô 700.000. Dạ. Ha. Cảm ơn. Rồi chúc cho cô dạ, có dạ, một sức khỏe tốt và cố gắng niệm Phật. Ăn niệm Phật. Đêm nào niệm Phật hết á. Ăn chay được mấy ngày rồi? Bây giờ ăn chay được mấy ngày rồi? Ăn được 2 ngày. Trời ơi, một tháng bữa hổng kêu tăng lên không có tăng hả? Tăng lên không có ăn, ăn vậy đó thôi chứ không có ăn nhiều được. Vậy hả? Ăn vậy thôi chứ ăn 2 ngày thôi. Bà, cô phải học lên lớp từ từ. Từ từ ăn nhiều chứ tôi ăn vậy thôi từ. Dạ. Bây giờ là nó đã cũng như là đời bây giờ nó đã vô thường rồi. Dạ. Thành ra cô phải ăn tương nhiều hơn. Dạ. Vì khi mà cô tính đi cái con cá cô xuống dưới sông cô mò cô bắt nó đó. Dạ. Đâu có được, nó chạy, nó sợ cô bắt, cô giết nó. Cô cũng nói. Dạ. Thành ra là nó sợ mình giết nó, mình đi về đành lòng nào mình bắt mình đập đầu nó tội nghiệp cô. Dạ. Rồi vậy ha, rồi cố gắng ăn tương lên. Dạ, cảm ơn. Rồi niệm Phật nha. Dạ, niệm Phật. Dạ, rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Thành Quân. Chúc quý vị. Chúc cho quý vị cho mạnh khỏe, để tôi cũng mạnh khỏe luôn. Dạ hả, chúc cho quý vị mà tôi cũng mạnh khỏe luôn. Trời ơi. Trời ơi. Khổ. Cảm ơn hết trơn luôn. Ở sớm quý vị cũng khai thế gia đình của năm. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Chúc Mạnh Thường Quân có được nhiều sức khỏe và vui vẻ và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn chị vậy nha. Dạ, cảm ơn. Bây giờ cô ơi, bây giờ con nói thiệt với cô, bây giờ là con thiệt thà quá Mạnh Thường Quân ơi. Vét tiền hết trơn rồi đưa cho cô, rồi cô cho con mượn lỡ 500 hay gì được không? Được. Dạ hả? Rồi chừng nào trả? Chừng nào trả. Dạ hả? Rồi cho chị này mượn 200 nữa được không? À được. Vậy đó hả? Ừ đó vậy đó quý vị. Bởi vì Châu Phú không có dám đưa 2 triệu. Đưa nghe nói được rồi, được có 300.000 ta than khổ cho mượn mất tiêu rồi không có tiền sửa nhà. Dạ. Rồi vậy gán giữ tiền đừng có ta mượn mua gạo đi. Dạ. Rồi chào tạm biệt nha. Chào rồi chúc quý cô chú anh chị một sức khỏe tốt, an lành, an lạc, an vui nhé. Được rồi, Châu Phú quay á, Châu Phú muốn gầu với cổ luôn quý vị. Kêu cô cảm ơn Mạnh Thường Quân đi, cái vô cái cảm ơn Mạnh Thường Quân đi theo mình. Đó. Mình gói đồ hình đó cho quý vị. Dạ. Chào quý vị nha. Cái dạ. Nó làm những nó gung cái mình đó làm cái chậm chậm hay gì quá. Vậy ha. Dạ, nó rồi. Hơi chậm thiệt. Dạ, rồi con chào cô. Rồi mời cô ôm vô ha. Rồi xong ôm vô ngủ luôn. Ngủ luôn. Rồi con chào nha. Để chút khi vô để lên. Rồi đẩy vô luôn. Rồi Châu Phú tạm biệt quý vị nha, xuống nhà luôn.